một lần yêu anh. Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Cảnh nhà nèo đơn, bầy em chưa lớn chiếu đôi vai gánh nhọc nhằn. Thầy mẹ thương em, nhớ tim người sẽ xin lòng cô mong em đâu bên cho yêu bóng thuyền. Nửa đôi tình duyên còn chỉ lưu luyến, sợ người ta đến em khóc sao bao lần tình duyên. Chưa yêu lần nào biết ra làm sao, biết trong tình yêu như thế nào. Sống sâu là bao nào đó được đâu, lòng người ta ai biết có dài đâu. Qua bao thời gian sống trong bình an, lỡ yêu người ta gieo trái ngang. Nồng sâu thì sống làm sao mà trông chưa đổ bên, biết nơi nào đủ cho. Rồi người ta quên theo họ hàng đôi bên, một ngày đến duyên một bước em nên người vợ yêu. Bỏ lại sau lưng bầy em ngơ ngác đứng trông theo mắt nước buồn. Thấy mẹ vui hơn mà lệ chàng dưng dưng, dặn dò con yêu phải sống theo gia đạo bên chồng. Bước qua dòng sông hỏi từng con sóng, đời người con gái không muốn yêu ai được rồi. Em kính chào anh em, chào các bác. Thì tiếp tục clip hôm nay là em test con Amly Luckman L590A, một con Amly Class A, cùng với nguồn phát là một con DA200 của Luckman luôn nha. Chơi giải mã qua PC thì ghép với đôi loa tai nồi Aden Legacy Aden. Cặp này cặp đời mới hai em. Cặp này có khách đã đặt cọc 20 triệu ha. Đấy, khách đã đặt cọc 20 triệu rồi. Thì chủ yếu là em test để giới thiệu anh em đến con Amly. Hồi nãy em đã quay chi tiết à, con Amly là đẹp như mới rồi à. Và hiện tại là con Amly em không có bật low net anh em nha. Đang đánh là trực tiếp bình thường, không chơi low net luôn. Anh em thấy là nó rất là phê nha. Đây, low net em vẫn lấy nguyên nha. Bass depth để trung tầm trung của em là mức 6 ha. Đấy, không bật low net nha, bass nó đã đủ rồi. Còn em nào muốn mạnh nữa thì chúng ta sẽ lên low net. Đây là con DA200 không có bóc đây, giá là 23 triệu ha. Đó, con máy cũng đẹp, rất là đẹp. Phụ kiện thì có dây nguồn zin Catalo. Đó, còn anh em nào lấy con full bóc là 24 triệu ha. Đây là một cái con giải mã trong tầm trung ha, giá rất là hợp lý trong cái mức giá và cho lại cái chất lượng âm thanh. Rất là hay. Và hiện tại em đang chơi giải mã từ PC. Đây là con dây 5m em nói qua bên máy tính nha, em ngồi đằng phía sau em quay ha. Đấy. À. Và dây dẫn thì vẫn là dây cặp loa mắc được một cái hai thôi à. Rồi em không bật lên, em giữ nguyên ha, giữ nguyên cái hiện trạng. Và em sẽ test một bài cũng khá là quen thuộc ha, bài drum của đó nè. Đây em đang chơi từ PC qua nè à. Một bài trống cho anh em nghe nha.
trống có độ động cao, bass nó rất là phê, mặc dù là em chưa có mở cái low net anh em nha, bass chỉ để mức 6 thôi. Và cặp loa Denmark 2 này thì tiếng bass nó rất là phê. Nó là dòng đời mới high end ha, chi tiết sáng, bass đầy tròn. Thì cái dòng đời cũ thì nó không đạt được như thế này đâu. Tiếng nó hơi đời cũ thì Denmark 2 đời cũ xài sử dụng cũ 3828 thì tiếng nó mờ. Bass nó mềm mà không phải cái dạng là mềm mà mềm thì mềm sâu, mềm tròn anh em, mà nó mềm gọi là mềm xùi đó, mềm đó. Nó không bao giờ nó đầy được ha. Nó tương đối thôi, chỉ thích hợp anh em nghe nhạc nhẹ, nhạc vàng thôi. Còn cái dòng mới em này thì chơi gần như đa thể loại rất là nhiều nha. Đó. Mời anh em nghe một đoạn nha. Đấy anh em này nghe cái tiếng bass ha. Cái tiếng bass khi mà nó đánh xuống một cái đùn nó rất là tròn trẻ ha. Mặc dù đây con Amly Luckman thì em không có để low net, nhưng mà tiếng nó rất là tròn trẻ, rất là đầy đặn nha. Rồi hả, Amly Luckman L590A full thùng shop đẹp như mới. Thì trong giá, trong cái clip chi tiết thì em đã báo rồi cho anh em rồi nha, 73 triệu. Con Luckman DA200 không có bóc, con này đang test cho anh em là 23 triệu. Con full box cũng đẹp như thế này, 24 triệu. Anh em yêu sản phẩm nào thì hãy alo cho em nha. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều.